gì không? Biết chết liền. Các cậu nói như thế tức là các cậu chưa đi xem Frozen phần 2 rồi. Ôi, có Frozen phần 2 rồi á? Phần 2 đấy. Tôi chưa xem. Thế các cậu chưa đi xem à? Chưa. Mà đúng rồi, các cậu chưa đi xem phải rồi. Có Frozen phần 2 phát là tôi phải đi xem liền á. Tại vì nhà tớ cũng không có gì mà điều kiện. Nhưng mà nhá, tớ kể cho các cậu nhá, hôm qua phim hay cực. Hôm qua nhá tớ hay. Cậu đừng spoil phim chứ. Phải để bọn tớ đi xem nè. Spoil là cái gì? Spoil là tiết lộ phim ý. Ồ không, nhưng mà phim hay lắm. Ôi tớ kể cho nhá, hôm qua nhá tớ lúc em nghe. Đấy chưa, tớ đã bảo là phim hay mà. Ui, đúng là em xa của lòng tớ. Tớ chính là fan chính của Elsa. Ơ, tớ cũng là fan ruột của Elsa này. Tớ cũng thích Elsa lắm luôn ý. Đố nha. Cả hai phần Frozen các cậu còn chưa xem, đòi làm fan. Tớ đi xem cả hai phần Frozen nhá. Còn các cậu là fan đã đi xem chưa? Nhưng mà ở nhà tớ ấy, có trong phòng tớ ấy, có dán đầy poster của Elsa luôn. Đâu? Đâu nha. Tớ còn chụp ảnh tớ mặc đồ Elsa nữa nha. Xấu mù. Tớ mới là fan chân chính của Elsa. Tớ mới là fan chân chính nhỉ cô? Thấy rằng Linh Chi vẽ bức tranh này trong vòng 1 phút rồi không? Các bạn thấy thế nào? Có đẹp không? Nếu mà có thì hãy vote cho Linh Chi nha. Vẽ thế mà cũng đòi vẽ, làm xấu cả thần tượng Elsa của dâu tây. Thế thì để dâu tây trổ tài cho các bạn xem. Hôm nay dâu tây sẽ vẽ Elsa chỉ trong vòng 10 phút thôi. Và cách làm của dâu tây chắc chắn sẽ làm các cậu ấn tượng cho con. Nhớ đón xem nha. Đầu tiên, dâu tây sẽ vẽ phác khuôn mặt và bộ tóc của Elsa. Còn đây chính là phần đuôi tóc. Sau đó, mình sẽ viền lại các nét cho đậm hơn và rõ ràng nhé. Bây giờ, dâu tây sẽ vẽ lông mày và đôi mắt của Elsa. Và chỉ cần thêm một nét cong cong nữa thôi là xong khuôn miệng xinh xắn của Elsa rồi. Theo thì mình sẽ vẽ phần thân và váy của Elsa. Tuy nhiên mình sẽ chỉ vẽ chiếc váy mờ mờ thôi. Để lát nữa đến phần tô màu thì mình sẽ hoàn thiện nó nhé. Ở bước tô màu thì dâu tây sẽ sử dụng tăm bông, lấy một ít và cột chung lại. Sau đó dâu tây sẽ sử dụng đầu tăm bông để nhúng vào một trong bốn màu này. Màu đầu tiên mà dâu tây dùng đó chính là màu tím. Và dâu tây sẽ tô màu tím vào phần đuôi của thân váy. Tiếp theo sau đó dâu tây sẽ sử dụng một màu xanh đậm tô lên bên trên màu tím đấy. Càng lên trên thì màu sẽ càng nhạt hơn. Và phần trên cùng thì dâu tây sẽ sử dụng một màu xanh nước biển nhạt để hoàn thiện nốt chiếc váy này nhé.
Ở bước cuối cùng thì dâu tây sẽ chỉ sử dụng một chiếc tăm bông thôi. Và dâu tây sẽ nhúng nó vào màu vàng để hoàn thiện bộ tóc cho Elsa nhé. Và cuối cùng, sau khi đã tô xong màu thì dâu tây sẽ sử dụng một chiếc bút dạ đen để tô viền cho Elsa. Như vậy sẽ làm cho bức tranh của mình nổi bật hơn. Ta-da! Vậy là tớ đã vẽ xong bức tranh Elsa bằng tăm bông trong vòng 10 phút. Bây giờ tớ đi khoe tắm mèo đây. Còn bây giờ, Trôm Trôm sẽ vẽ bức tranh Elsa trong vòng 1 tiếng đồng hồ nhé. Đầu tiên, tớ sẽ dùng bút chì đen để vẽ các đường nét cơ bản của bức tranh nữ hoàng Elsa. Đã vẽ xong các đường nét cơ bản rồi, bây giờ tớ sẽ vẽ mắt nhé. Elsa có một đôi mắt rất to và lông mi rất dày nữa đấy. Ok, đã vẽ xong mắt, bây giờ tớ sẽ tô màu mắt nhé. Elsa có một đôi mắt màu xanh nước biển vô cùng đẹp luôn đấy. Tiếp theo, tớ sẽ dùng màu da cam để tô màu gương mặt của Elsa trông thật là sinh động nhá. Đã xong rồi này, bây giờ tớ sẽ dùng bút chì màu đỏ để đánh phấn mắt cho Elsa nhé. Đồng thời cũng dùng màu đỏ đó để đánh phấn má và tô môi cho Elsa nữa này. Trôm Trôm sẽ dùng màu vàng để tô một phần tóc của Elsa nhé. Các bạn chú ý, đừng tô hết tóc bởi vì tóc của Elsa không phải là màu vàng đâu nha. Để cho mái tóc Elsa trông càng thật hơn, mình có dùng bút chì màu nâu để tô thêm đường viền của tóc nữa. Bước tiếp theo không thể thiếu, đó chính là tô màu váy của Elsa. Trôm Trôm sẽ dùng hai màu, xanh nước biển nhạt và xanh nước biển đậm để tô váy của Elsa. Cuối cùng là một bước vô cùng đặc biệt luôn. Tớ sẽ dùng óng ánh để trang trí cho bộ váy của Elsa thêm lấp lánh nha. Đầu tiên, phết một lớp keo sữa lên phần mình muốn rắc óng ánh, rồi trực tiếp rắc lên. Vậy là xong rồi. Cuối cùng cũng xong rồi các bạn ạ. Lâu quá đi mất. Chết rồi, tớ sắp cuộn rồi. Phải mau mau đi. Tranh của tớ đã vẽ xong rồi đây. Ô, của tớ còn vẽ xong sớm hơn cả cậu luôn. Nhưng mà bức tranh của tớ chắc chắn là độc đáo và đẹp hơn nhiều. Bức tranh của tớ tuy
Cậu vẽ chỉ lâu thế. Ờ đúng rồi, tranh của tớ vẽ một tiếng là vì tớ mới là fan chân chính của Elsa nhá. Vẽ lâu, đâu chứng tỏ fan chân chính. Thôi, lâu nhanh thời gian không quan trọng. Bây giờ quan trọng là ai vẽ đẹp nhất. Thế nên bây giờ tớ sẽ nói từ 1 đến 3. Chúng ta sẽ cùng show tranh nhá. Ok. 1, 2, 3. Nói chung là cái tài hội họa của Linh Chi thì tớ cũng biết ra sơ sơ rồi. Ui, nhưng mà cũng có tiến bộ đấy. Ồ, tiến bộ mạnh. Được. Nào, xem tiếp nào. Ui, dấu tay à? Ui, sao tranh cậu vẽ sáng tạo thế? Đây, đây, rồi. Tớ dùng tăm bông để tô màu đây. Ui, lạ nhở. Tớ chưa bao giờ dùng tăm bông để tô màu luôn. Đẹp không? Cũng đẹp. Thế cho giải nhất đi. Từ từ để người ta xem đã. Ui dồi ôi. Ui sao tranh của mẹ giống thật thế. Ui Elsa. Ui ui tranh này nhá, tớ mất một tiếng để tô lại đây, tớ còn cho óng ánh lên máy Elsa này. Thế mới giống thật nha. Ui, đẹp lắm đẹp lắm. Đấy đẹp thế thì cho luôn giải nhất đi. Từ từ tớ phải về tớ suy nghĩ thêm đã. Từ từ nhá, một lát nữa tớ công bố. Hở ra một cái là cãi nhau được. Tớ xin tuyên bố. Bây giờ á, mà mình cho dâu tây thua thì lấy ai ra mà mượn son? Má, son dâu tây toàn son xịn thôi. Nhà mình làm gì có tiền mà mua. Ồ đấy, mà Linh Chi thì lại càng không được. Bây giờ á, Linh Chi nó ghét mình, nó không cho mình chép bài nữa. Mẹ toàn ăn trứng ngỗng à. Bố mẹ về quần nát đi. Được. Hay là trông thôi chết rồi. Trông mà thua, lấy ai ra buôn chuyện với mình. Mà đấy, nhanh mới nhớ. Hôm trước, đang để những cô bán xin bác bảo vệ thì lại vào lớp. Đừng quên đăng ký kênh Liêu Liêu để nhận được video mới mỗi ngày nhé. Còn đây là những video hay nhất trong tuần, các em đừng bỏ lỡ nha.